Như đã thông tin, năm 2023, Đồng Nai thực hiện 9 chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết, 14 chỉ tiêu đạt mục tiêu nghị quyết và 8 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu lên tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn Đồng Nai năm 2023 tăng 5,3% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu cả năm 7,5-8,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2023 hơn 139 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,21% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên 21,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,73% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trên 15,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,12% so với cùng kỳ. Như vậy, giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong 11 tháng đầu năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 78.000 lượt người, đạt 97,51% kế hoạch năm. Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công, cải thiện việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công theo hướng hiệu quả nhất trong việc hấp thụ vốn của nền kinh tế, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót, những bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn của tỉnh ngay từ đầu năm 2024, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm. Năm 2024, Đồng Nai đề ra 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 6,5-7% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 148 triệu đồng một người. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2023. Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao. Phấn đấu trong năm 2024, toàn tỉnh có thêm ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao, v.v. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra các giải pháp quyết liệt, trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế trong năm 2024. Kính thưa các vị đại biểu, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công, cải thiện việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công theo hướng hiệu quả nhất trong việc hấp thụ vốn của nền kinh tế, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót, những bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn của tỉnh ngay từ đầu năm 2024, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, trong năm 2024 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm quốc gia, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia có tính liên vùng của tỉnh, như dự án đường vành đai 3, dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đồng thời chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các dự án chống ngập, các dự án cấp nước, tập trung nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.